Tại Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đề nghị Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội phải có giải pháp để thay đổi căn bản thứ bậc của thủ đô về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng chí đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội còn nhiều hạn chế như công tác sắp xếp, đổi mới cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp còn chậm. Các chỉ số có liên quan nhiều đến sự hài lòng của người dân còn thấp. Từ đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị nhiệm kỳ tới, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố cần phát huy tốt vai trò đầu mối kết nối hoạt động của các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể của thành phố Hà Nội. Đồng thời cần tăng cường cải cách thủ tục hành chính và cải cách tổ chức bộ máy, đặc biệt cần có các giải pháp thay đổi căn bản thứ bậc của Hà Nội đối với các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần xây dựng thủ đô giàu đẹp, văn minh và hiện đại.